Nói tới đây á, thì quý vị nhớ khi mà mình niệm Phật á, là mình cũng phải niệm đúng 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 cách nha, chứ không phải mình niệm một cách máy móc. Tại vì mình niệm một cách máy móc á, nó giống như đá đìa cỏ thôi. Mình hết niệm á, thì phiền não á, nó vẫn bung lên như thường. Cái phiền não ngủ ngầm nó dễ sợ lắm quý vị. Phiền não mà tham sân si á, nó đi với mình trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kiếp này mình mới tu à, thành ra mình mới thấy một chút xíu não trên bề mặt thôi. Suy nghĩ trong này ai cũng trải nghiệm, ai cũng có kinh nghiệm về 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 cái sự khổ, khổ về cái tâm mà phiền não của mình, phải không? Tại vì gặp cảnh bất toại nguyện không như ý là nó nổi sân liền, dễ sợ gì đó. Mà nhiều người như mình á, mình nó nổi sân mình kèm không có được. Bởi vì mình mới tu mà mình chưa chưa có vững lắm á, cho nên mình bị nó chi phối. Mà mình bị nó chi phối và mình nói nặng nói nhẹ, hoặc là mình hành động rồi mình tạo ra ác nghiệp liền à. Tham lam cũng vậy đó. Thấy những cái gì mà như ý cái là mình muốn cho bằng được, không 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 bỏ, không dễ gì bỏ được nha. Dễ sợ lắm. Cho nên á, cái chuyện tu tập là cái chuyện về lâu về dài nha. Thứ nhất á, là mình phải giác ngộ ra mình có những cái nỗi khổ. Cái thân này đó là sanh lão bệnh tử là khổ, mà tâm mà phiền não á là khổ. Có nghĩa là người mình thương mà phải xa là khổ. Vì biết không, thỉnh thoảng có những người mà cha mẹ hoặc là người thân mà chết á, trời ơi, họ khóc dữ lắm quý vị. Giận giận hối hận hối tiếc đủ điều. Mà cả mấy tuần mấy tháng luôn á, họ giận, họ vẫn biết là họ cũng học kinh tụng kinh dữ lắm á, cho nên cái gì đó người mình thương mà xa đó là rất là đau khổ. Và người mình gần, người mà mình ghét á, mà gần á bực bội lắm, khó chịu lắm, giận khổ ha. Thì cho nên khi mà mình niệm Phật á, là mình cũng phải thấy biết cái tâm của mình. Khi nào tham mình biết nó tham, khi nào nó sân mình biết nó sân, khi nào nó si mê mình biết nó si. Si tâm mình dễ si lắm ha. Mình ngồi mình niệm Phật ngồi cái mình ngủ gục nào mình không hay, hoặc là mê mình chìm đắm trong cảnh rồi nào mình không hay. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ tới chuyện gì đó cái mình ngồi mình suy nghĩ hoài về chuyện đó, hoặc là giận ai cũng mình giận hoài về cái người đó đó, mình si mê mình chấp thủ á, mà mình không có thấy được đó, thành ra mình bị nó chi phối. Vì vậy cho nên á, người nào niệm Phật thì thứ nhất là cũng phải tỉnh táo sáng suốt ha, tỉnh táo sáng suốt thấy biết tâm của mình. Không, tâm mình không tham mình biết nó không tham, tâm mình không sân mình biết nó không sân, tâm không si, tâm si tâm không si mình biết nó không si ha. Khi mình thấy biết nó như vậy đó thì từ từ á, mình làm chủ được đó. Nó giống như Đức Phật ví là mình thấy cái tâm của mình giống như một người ngồi ở trên bờ sông á, mà nhìn dòng nước chảy đó. Nước nó chảy nó trôi, nước nó chảy trong đó nó có cát có rác có cỏ, nước có khi nước đục có khi nước trong. Cái người mà ngồi trên bờ đó mà nhìn cái dòng nước chảy đó, người đó được được tự tại ha. Còn người nào mà nhảy xuống nước á là người đó bị dòng nước nó cuốn đi. Tâm của mình cũng vậy, tâm mình là một dòng sông tâm thức, đủ thứ chuyện ở trong tâm hết đó, bao nhiêu là phiền não, mà vui thì ít mà khổ thì nhiều. Nhưng nếu mà người nào mà biết được cái pháp niệm tâm á, thì chỉ nhận thấy nhận biết đó ha, nhận thấy nhận biết đó và không có chấp á, không có chấp thủ á, thì từ từ á, người đó sẽ được giải thoát ha. Nói tới đây đó là cái pháp niệm Phật này đó, cái pháp niệm Phật
Nhưng mình cũng phải biết nha, mình cũng phải biết thân tâm của mình nữa, thì người này đó là mới 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 mới, nhàm chán cái tâm phiền não tham sân si là tội lỗi, là xấu xí nha, là nguy hiểm, hại mình hại người, sanh tử luân hồi đó. Thì từ từ người đó mới ly tham, mới đoạn diệt được nó. Ừ, thì người đó mới được an tịnh, mới có thắng trí, giác ngộ niết bàn. Đó là pháp niệm Phật ha. Sư nói sơ sơ vậy, sư nghĩ là ai cũng hiểu. Rồi cái pháp thứ hai á, đó là này các tỳ kheo, được tu tập một pháp mà được tu tập làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham, đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Pháp ấy là gì? Chính là niệm pháp. Niệm pháp, chính pháp này này các tỳ kheo, được tu tập làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham, đoạn diệt an tịnh thắng trí niết bàn. Thì ở đây là niệm pháp. Chữ pháp ở đây nó có hai nghĩa. Một nghĩa đó là pháp là kinh đó, là lời dạy của Đức Phật. Cái thứ hai á, là tất cả đều là pháp. Trừ cái pháp vô vi niết bàn ra thì tất cả đều là pháp. Thân tâm của mình, tâm mình tâm thiện, tâm bất thiện, đó là pháp. Thì khi mà một người, thì ở đây là niệm pháp, nói về niệm pháp có nghĩa là tụng kinh. Còn 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 một một nghĩa nữa đó là niệm pháp có nghĩa là niệm cái tâm của mình đó ha. Thì người nào mà biết 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 kinh, tụng kinh và biết niệm cái tâm của mình, người ta thấy thấy cái tâm của mình đó, nó là vô thường, khổ, vô ngã, người ta giác ngộ, thấy khổ, khổ rồi thấy nguyên nhân của khổ, còn cái thứ ba là hết khổ. Cho nên cái chuyện mà học kinh đó, nó rất rất là quan trọng, bởi vì cái kinh đó, nó giống như là cái bản đồ đưa mình đi ra khỏi cái đám rừng mù đó. Cái đám rừng chằng chịt đó, nếu mà mình đi không có bản đồ mà đi, mình càng đi nó càng lạc quý vị, mà càng lạc ở trong rừng đó, thì càng càng khổ, khổ dữ lắm. Còn người nào mà có bản đồ, người ta biết, người ta nắm chắc được cái con đường, sẽ có con đường đi ra khỏi cái rừng rừng già, người đó yên tâm ha. Cho nên phải cần học 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 kinh, học kinh để mình có trí, mình biết con đường để giải thoát. Thì tham sân si nó rất rất là mạnh, nó chỉ có ba cái đó thôi, nhưng mà rất là khó trị. Đức Phật dạy 84.000 84.000 là vậy đó. Cho nên quý vị thấy cái tham sân si nó rất là khó trị ha. Hai cái điểm chính mà Đức Phật dạy đó, đó là khổ và con đường thoát khổ. Cho nên mình phải học kinh để mình biết cách mình đối trị với nó, hoặc là mình biết cách để mình giải thoát đó, giải thoát tham sân si. Sở dĩ nó có nhiều kinh đó là bởi vì cái bài kinh này, ví dụ trong thời Đức Phật đó, cái bài kinh này nó hợp với lại căn cơ của người này, rồi cái bài kinh kia đó, nó hợp với lại căn cơ của người kia, rồi cứ mỗi có mỗi một người một cái tánh đó. Rồi Đức Phật giảng cho một bài, rồi nhiều người như vậy, nhiều nhiều lời dạy của Đức Phật kết hợp lại đó, thành nhiều nhiều kinh đó. Kinh rất là nhiều, 7.500 bài hoặc là 8.000 bài kinh, là không phải ít nữa. Cho nên mình cứ học thôi, học biết đâu có cái bài kinh nào đó nó hợp với cái căn cơ của mình, thì mình sẽ biết cách nó buông xả phiền não ha, biết cách để mà không còn chấp thủ ngũ uẩn. Nên là cái bài niệm pháp này đó, thì quý vị nắm được cái hai cái ý. Thứ nhất á, là kinh ha, cái thứ hai là phải biết
các pháp hữu vi là nó không có bền vững, các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Nhờ có cái trí đó đó, thì người đó không có chấp thủ, nhờ không có chấp thủ người đó được giải thoát. Rồi cái pháp tùy niệm thứ ba đó, đó là niệm tăng. Có một pháp là cái tỳ khưu được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm tăng. Chính một pháp này, này cái tỳ khưu được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Để sư bổ túc thêm cái chuyện mà niệm Phật á, khi mà mình niệm Phật á là mình nghĩ tới chính cái ân đức của Ngài ha. Thì niệm pháp cũng vậy, niệm pháp mình cũng phải niệm cái ân đức của pháp. Còn ở đây niệm tăng, tăng á thì mình cũng phải nghĩ tưởng tới thánh tăng. Thánh tăng thì nó có bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, phải không? Ví dụ có người nó thích niệm A-la-hán, A-la-hán là một trong những cái ân đức của chư tăng. A-la-hán, A-la-hán. Vì biết cái người Campuchia đó họ thích niệm A-la-hán lắm, mà tối ngày những người mà họ tu á, cái niệm A-la-hán, A-la-hán, A-la-hán là bậc thánh cao thượng nhất. A-la-hán là không tham, không sân, không si. A-la-hán là tứ vô lượng tâm. Đó. Khi mà họ niệm thuần thì quý vị thích lắm, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Cứ như vậy họ niệm và họ nghĩ tưởng tới, nghĩ tưởng tới cái ân đức tăng á, thì lâu ngày họ cũng đạt được cái thánh quả đó quý vị. Thì theo Phật giáo nguyên thủy đó, thì cái người mà niệm Phật á thì người ta niệm Buddho, Buddho hoặc là Buddha, Buddho hoặc là Buddha. Nhưng có nhiều người họ niệm hai cái luôn, cho nó thuận á. Buddho, Buddha, Buddho, Buddha. Đó, cứ nghĩ như vậy đó. Buddho, Buddha. Phật là bậc giác ngộ chân lý, tứ diệu đế. Thì nhờ mình nghĩ tưởng tới những cái ân đức đó đó, thì lâu ngày đó, trí tuệ nó phát sinh, để đắc được đạo quả. Cái pháp kế tiếp á, là Đức Phật dạy này các tỳ khưu, có một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm giới. Giới. Chính một pháp này, này các tỳ khưu được tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Quý vị thấy hay ha, ở đây niệm giới mà cũng 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 được giác ngộ niết bàn. Thì tại sao? Thứ nhất á, cái người mà niệm giới đó họ niệm liên tục quý vị, họ không có phạm giới, thì tâm của họ rất là trong trong sạch, mà họ niệm giới giống như là họ tụng kinh vậy đó quý vị. Sư sư có gặp những người họ tu cái pháp môn này đó, họ tụng bằng tiếng Pali, nhưng mà tiếng tạ mình tạm dịch tiếng Việt là như thế này nè: tôi xin vâng giữ điều học là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Tôi xin vâng giữ điều học là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Mình cứ niệm gì hoài gì đó, nó giống như là tụng kinh luôn, giống như tụng kinh đó. Thì tới đây đó là quý vị thấy một điểm này nó rất là hay nè. Ví dụ một 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 cái người nào mà thích tụng kinh đó, thí dụ như họ chọn một bài kinh thôi, một bài thôi, ví dụ như cái bài vô thường đi ha, các pháp hữu vi tật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên hay thường có sự khổ não, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Cứ đọc tới đọc luôn hoài vậy đó, nó nhập tâm quý vị, nó nhập tâm. Thì tại vì tâm mình để trên cái đề mục đó đó,
À, khi nó nhập tâm á, thì nó có trí, à, có trí thì cái người có trí người đã đoạn diệt được, đoạn trừ được phiền não. Ha. À, dạ, mô Phật bây giờ là 9:18, thì Khưu Pháp Thanh đã đến với lớp học rồi. À, thì bây giờ sư nhường mic lại cho An Nhiên nha. An Nhiên thọ thọ trì tam quy ngũ giới, thỉnh sư Pháp Thanh truyền tam tam quy ngũ giới nha. Rồi kính chúc quý vị thính pháp được an vui. Sư bận tí ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. À, dạ bây giờ thời gian cũng hơi trễ, chị An Nhiên có thể thỉnh bằng tiếng Bali thôi nha chị An Nhiên. Dạ, như xin mời chị, như xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thâm Thầy giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Dạ trước hết con thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con thành kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ con kính chào quý cô chú trong đạo tràng, con xin quý anh chị cùng con hướng tâm phép thọ trì tam quy và ngũ giới. Uka samayang bành tê Visum visum rap khanatha yati sarane na saha banjasi rani ya chama tuti yam bima yang bante visum visum rap khanatha yati sarane na saha banjasi rani ya chama tati yam bima yang bante visum visum rap khanatha yati rasane na saha banchasi raniya chama. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. À. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Duttiyam bi Buddhang saranang gacchami, Duttiyam bi Dhammang saranang gacchami, Duttiyam bi Sanghang saranang gacchami. Tati yam bi bút đăng sa ra năng gà cha mít. Tati yam bi tham ăn sa ra năng gà cha mít. Tati yam bi tăng thăng sa ra năng gà cha mít. Ti sa ra năng sa ri buồn năng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Duttiyambi Buddhang saranang gacchami, Duttiyambi Dhammang saranang gacchami, Duttiyambi Sanghang saranang gacchami. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Banatibata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Kame sumiccha chara veramani sikha padang samadhiyami.
Mutta Vada Viramani Sikha Padang Samadhiya Mi Sukra Meraya Machapa Madhatana Viramani Sikha Padang Samadhiya Mi Imani Pancha Sikha Padasa Thu Căng Các Tòa Abhamma Đề Na Nikya Kà Lăng Samma Rakhitap Bang. Bana tibata ve ramani sikha padang samadhiyami adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami kame sumicca cara ve ramani sikha padang samadhiyami musavada ve ramani sikha padang samadhiyami Sura me raya macha pamadathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Si lệ ná sura tình danh tí si lệ ná cố gắng tâm bá đà si lệ ná hiếu vũ tình dành tí tát ma si lăng quý sô thá dê sa thú lành thai. Dạ con kính mời mấy anh chị cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamang ghe na hoành đề hằng bà đa bằng sum varuttamang Buddhe yo kalito do so Buddho kamatu tang mamang Uttamang ghe na hoành đề hằng Tham manh cha du vi thăng va răng Tham me yo kalito do so Tham mô kamatu tang mamang Uttamang ghe na hoành đề hằng Sang cha du vi thô tamang Sang ghe yo kalito do so Sang khô khama tu tăng ma măng. Dạ, con thành kính tri ân sư Pháp Thanh đã truyền tâm quy về ngũ giới cho hàng Phật tử. Chúng con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Bhagavato kappa mangalang rakhantu kappa devata sabba bodha nuva vena suna so thi bhagavantu te bhagavato kappa mangalang rakhantu kappa devata sabba dhamma nuva vena suna so thi bhagavantu te bhagavato kappa mangalang rakhantu kappa devata sabba sangha nuva vena suna so thi bhagavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin như các thiện tin được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tin khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lệnh thai. Dạ một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh. Dạ con em xin kính gửi mít lời cho chị Nguyên Như để thỉnh Pháp Sư ạ. Sa thú em. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ra wa tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ra wa tô
Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Brahmacha loka thipati saham pati katan chali antiwarang ajachata santi thasantam barajang kajatika de se tu thamang anukambimang bajang san tham ma phê rin quy nha dành cha ca dành sủa tanh cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng bắp bô tha này dê ba rì sa và mắn chê. Nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sang kha giá. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học về 37 phẩm trợ đạo của ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thần tòa, chư đại đức tăng. Tôi kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và hôm nay chúng ta học cái phần thứ 7 là cái phần cuối trong 37 pháp trợ đạo. Thì phần bát chánh đạo, hay là còn gọi là bát thánh đạo. Khi mà một cái vị cố gắng nỗ lực tu tập để loại trừ tất cả những cái sai lầm, để có được một cái đi một cái con đường đúng đắn, thì trở thành cái con đường chân chánh. Chính cái chân chánh này đó, nó mới hướng dẫn chúng ta thực hành đúng đắn để mà đạt đến cái thánh đạo nha. Thì cái chánh kiến, chánh kiến nó là thuộc phần trí tuệ, tức là hiểu đúng rồi thấy đúng, phân biệt được giữa cái đúng và cái sai lầm. Tức là khi đó là chúng ta thấy cái đúng cái thực tánh thực tướng của đối tượng, chứ còn không có thấy trên cái mà chế định cái sai lầm nữa. Đó. Thì cái chánh kiến, hay là còn gọi là chánh tri kiến, là một cái chi phần hết sức là quan trọng. Vì đây là cái trí tuệ, cái trí tuệ này nó sẽ đưa đến cái giải thoát. Thì cái chánh kiến hay là chánh tri kiến đó, nó thuộc về khi mà chúng ta học qua kinh sách đó, chúng ta nghe giảng nó chỉ là về khái niệm thôi, hay là gọi là trí văn đó, trí văn. Rồi khi mà chúng ta suy tư, chúng ta tìm hiểu đó, cho đến khi mà chúng ta thấy qua bằng cái sự hiểu biết mà đúng đắn, và cái trực giác, qua cái kinh nghiệm tu tập, ngay cái giây phút mà quý vị kinh nghiệm được, quý vị thấy được, thấy rõ được cái đối tượng, mới là cái chánh kiến.
trên cái pháp hành. Cho nên đó là lúc đầu thì chúng ta chỉ hiểu biết giáo pháp qua cái khái niệm nhưng mà sau đó chúng ta nỗ lực thực hành với trí tuệ, chúng ta phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc, rồi các cái đối tượng nó sanh nó diệt như thế nào, mình biết rõ như thế đó thì lúc đó đó mới cái sự hiểu biết đó mới là cái qua cái thực nghiệm, tức là cái kinh nghiệm trực giác rõ ràng loại trừ đi tất cả những cái chế định của thế gian. Cho nên là khi mà cái sự hiểu biết bằng chánh kiến là cái sự hiểu biết nó thâm nhập vào cái chân lý của tứ diệu đế, thì cái phần mà chánh kiến chánh tư duy này nó thuộc về trí tuệ, là phần về đạo đế. Ở trong đoạn kinh thì sư sẽ giải thích để quý vị thấy rằng chúng ta để thực hành đạt đến cái sự chánh kiến thì hiện tướng tái đạo của pháp ấy là sự sanh lên. Thì khi mà chúng ta thấy một cái pháp nào nó sanh lên tại vì là cái hiện tướng của pháp. Bây giờ ví dụ quý vị quan sát về cái hơi thở. Khi mà cái hơi thở nó bắt đầu sanh lên á, tại vì là cái hiện tướng, cái chuyển động của nó sanh lên. Đó. Mình cái hơi thở thì nó vi tế, mình không thấy được, nhưng cái chuyển động của cái hơi thở đó, mình thấy nó được, thì mình mới ghi nhận khi mà cái hơi thở nó vừa sanh lên á, nó hiện khởi, thì chúng ta ghi nhận nó, rồi cái hơi thở này nó sanh rồi nó diệt, cho nên cái hiện tướng thì hồi nãy cái hơi thở hồi nãy nó diệt rồi, bây giờ cái hơi thở vào này nè, cái chuyển động cái hơi thở vô nè, nó mới vừa sanh lên, tại vì cái pháp nó tái tạo, nó sanh nó diệt, cho nên là khi mà nó sanh lên là mình thấy cái hiện tướng tái tạo của pháp, đó mình phải phân biệt, thì mình nắm bắt trên cái khái niệm là gì, hơi thở vô, hơi thở ra, lúc đầu đó mình phải bám trên cái khái niệm tục đế, mà để mình mới thấy được, nhưng mà khi mà chúng ta muốn thấy được rõ về pháp ấy, thì chúng ta bỏ cái danh từ tục đế đi, mình quan sát vào cái chuyển động, cái chuyển động này nó đang diễn ra, không còn cái khái niệm là thở vô thở ra nữa, mà chúng ta quan sát về cái đối tượng, cái chuyển động có một cái sự vận hành, một cái sự chuyển động của cái không khí nó diễn ra, cái diễn trình nó đang diễn ra, nó diễn ra như thế nào, biết như thế đó, nó đang sanh đang diệt, mình biết rõ ràng như vậy đó. Thì nhờ có cái chúng ta vượt qua được cái tục đế, cái chế định của thở vô thở ra, mình đi nhìn đúng vào cái thực tướng của nó là cái sự động, cái sự vận hành của các pháp, nó đang sanh nó đang diệt như thế nào, biết như thế đó. Rồi sắc
được sanh lên là đang hiện hữu. Thì cái chuyển động này nó là sắc. Tại vì cái chuyển động này bị tâm biết, cho nên cái chuyển động này nó là đối tượng. Cái biết được cái chuyển động này là tâm nó biết. Cho nên á, là sắc được sanh lên là nó đang hiện hữu. Thành ra nó cái tâm chánh niệm nó ghi nhận có một cái chuyển động đang sanh lên, thì cái chuyển động này nó là thuộc về sắc. Cái tâm chánh niệm ghi nhận cái chuyển động này nó là danh. Rồi hiện tướng biến chuyển là sự việc. Hồi nãy cái sắc nó, cái chuyển động nó sanh, nó sanh rồi nó đi gì, nó đi đến cái tận cùng của cái chuyển động, nó là việc. Cho nên cái hiện tướng nó sanh nó diệt là cái sự gì, là cái sự biến chuyển, là vô thường. Mình thấy phải hiểu như vậy. Rồi tuệ về việc quán sát sự biến chuyển của các pháp đang hiện hữu là trí quán sát sự sanh diệt. Sự đọc lại cho quý vị nghe. Tuệ về việc quán sát sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu là trí quán sát sự sanh diệt. Thì khi mà cái tâm á, cái tâm chánh niệm và cái gì, cái trí tuệ hay là thẩm sát á, mình nhìn từ cái các hai cái chi phần của giác chi, tức là cái chánh niệm và cái thẩm sát, nó đang quán sát cái sự chuyển động, mà cái chuyển động đang hiện hữu. Mà cái gì nó theo dõi và nó biết cái đối tượng đang hiện hữu là cái trí hay là tuệ đó. Trí này nó quan sát cái sự sanh diệt này, nó quan sát cái chuyển động đang diễn ra bằng cái thẩm sát hiểu biết một cách rõ ràng đối tượng, không có lẫn lộn. Thì khi mà cái trí quan sát này đó lần hồi nó mạnh lên, nó tạo được những cái kinh nghiệm, những hiểu biết, mà cái hiểu biết này đó qua cái thực nghiệm nó vượt qua những cái khái niệm, cái định đặt, cái tục đế của thế gian. Cho nên á, khi mà cái trí này đó nó mạnh mẽ lên thì nó trở thành là cái tuệ. Tuệ thấy được tất cả các đối tượng là sắc, là danh, tất cả đều gì, đều luôn luôn là thay đổi, sanh diệt. Cho nên đó là khi mà chúng ta, quý vị đang nghe sư nói, quý vị hiện giờ quý vị đang lắng nghe sư nói, thì cái này cũng là thuộc về khái niệm, khái niệm thôi. Cho đến khi nào mà quý vị đi vào minh sát, đi vào thiền tuệ, quý vị thấy rõ ràng đúng như vậy đó. Rồi chính nhờ cái trí mà quan sát nhiều ngày, qua nhiều cái buổi mà tọa thiền, qua nhiều cái kinh nghiệm nó như vậy đó, đến một cái ngày nào đó thì nó mới trở thành một cái tuệ mạnh mẽ. Đó, khi mà chứng nghiệm được cái đó rồi đó, thì nó sẽ cho quý vị có được cái chánh kiến, hay là gọi là chánh tri kiến.
chính nhờ cái chánh tri kiến này rồi nó mới phá tan được những cái ảo tưởng vô minh. Và khi mà cái chúng ta học thì nó đi từng phần như vậy. Nhưng mà đối với một cái vị thánh nhân á, khi mà đạt đến thánh đạo thánh quả, dù là sơ đạo nhưng mà cũng tám chi phần bát chánh đạo này nó đồng thời phát sanh lên một lượt, nó phát sanh lên một lượt, nó mới đủ sức để sát trừ những cái phiền não đó. Thì khi đó đó mới gọi là bát thánh đạo. Cho nên đó là lúc đầu mình tu tập nó là bát chánh đạo, nhưng khi mà tám chi phần này nó mạnh mẽ cùng lúc nó phát sanh lên để mà đủ sức để sát trừ tất cả các cái kiết sử, từ hạ phần kiết sử đến thượng phần kiết sử, nó đưa đến giải thoát, đưa đến đạo quả, thì lúc đó nó mới trở thành là bát thánh đạo. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên là chúng ta phải quân tập từ từ, tức là lúc đầu chúng ta phải có cái chánh kiến, cái nhận thức về tất cả đối tượng trên cái khái niệm, trên cái tục đế đó. Rồi sau đó mình mới đi vào cái thiền quán minh sát, chúng ta mới gạt bỏ tất cả những cái chế định tục đế, thì chúng ta mới thấy được cái thực tướng của nó. Cho nên á, thường thường sư hay nhắc quý vị á, là sao chúng ta lần hồi chúng ta học, chúng ta suy tư, chúng ta hiểu biết đó, lần hồi chúng ta gạt bỏ đi tất cả những cái danh từ, những cái khái niệm thuộc về cái tục đế, để chúng ta đi vào cái chân đế, cái thực tướng. Lần hồi mình mới phát sanh được cái chánh tri kiến. Đó. Chứ còn lúc đầu á là chúng ta mới có cái chánh tâm thôi. Nhưng mà nhờ cái chánh tâm này nè, chúng ta nó dẫn dắt, nó hướng chúng ta đi đến những cái điều chân chánh. Đó, chính cái này đó nó đi từng bước từng bước. Thì khi mà chúng ta có cái chánh tâm, chúng ta mới học hỏi, rồi chúng ta tìm hiểu, chúng ta phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến. Nhưng cái chánh kiến ban đầu này đó là nó còn non yếu. Cái chánh kiến này nó thuộc về khái niệm. Mình lắng nghe, mình học hỏi trong kinh điển này kia nọ đó. Lúc đầu cái chánh kiến này nó mới là cái chánh kiến của cái thực của tục đế. Chứ nào mà quý vị nỗ lực tu tập và quý vị đem ra phân tích nhiều ngày, trải qua nhiều những cái kinh nghiệm, cho đến mà một lúc đó, nó đủ mạnh, nó bừng sáng, nó đủ sức để sát trừ tất cả những cái mê lầm tà kiến, lúc đó nó mới trở thành là chánh tri kiến. Nó có sức chặt đứt, sát trừ tất cả những cái thằng thúc, những cái triền phược, những cái sợi dây cột trói, những cái mà ẩn tàng tiềm miên từ nhiều đời nhiều kiếp, từ thời vô thủy đến giờ ở trong nội tâm chúng ta, thì lúc đó đó nó là chánh tri kiến hay là chánh kiến, nó đã đưa đến cái giải thoát, đưa đến đạo quả,
từ cái phàm nhân trở thành bậc thánh nhân, từ phàm nhân trở thành bậc thánh hữu học. Hoặc là nếu mà những cái vị mà tạo trữ công đức phước báo đầy đủ, như quý vị thấy những cái vị mà khi mà Đức Tôn thuyết pháp, những vị này đó đạt đến cái tứ đạo tứ quả, thì những cái vị này đó tạo trữ công đức phước báo các cái pháp độ đó nó viên mãn đó. Cho nên á là chỉ cần trong mấy sát na thôi, từ sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, chỉ trong vòng mấy sát na là nó đã đạt đến cái thánh cao nhất, thánh vô lậu. Đó. Thì tùy theo cái hạnh nguyện, rồi tùy theo cái pháp độ của mọi người, thì khi mà cái chánh kiến này đó nó đạt đến đủ sức để sát trừ những cái phiền não. Nếu mà cái vị mà tạo trữ công đức phước báo còn non yếu thì sẽ đạt đến các cái tầng thánh hữu học, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, và tới đó thì nó dừng lại. Để sao? Để mình phải bắt đầu tiếp tục bổ túc cho các pháp độ nó đầy đủ, già dặn, rồi phát triển những cái kinh nghiệm trí tuệ nó già dặn nữa, đủ sức để đào bứng tận vô minh nhãi hay là si mê và tham. Thì lúc đó đó là mới đạt đến cái thánh hữu học. Cho nên đó, là chúng ta phải phân biệt rõ ràng như vậy, để chúng ta đừng có lầm lẫn trong cái sự tu tập cũng như sự học hỏi của mình. Quý vị nhớ là cái chánh kiến lúc đầu khi mà chúng ta học hỏi kinh điển, lúc đầu quý vị học Di Diệu Pháp thì phân tích danh và sắc. Sắc là những cái phần vật chất thô thiển, rồi danh là cái phần tinh thần nhận thức được tất cả các đối tượng. Cho nên là khi nào mà đi vào thực hành qua cái kinh nghiệm của tuệ quán thì sao? Thì lúc đó mình mới chứng nghiệm bằng cái kinh nghiệm thực hành, bằng trực giác của mình. Ngay giây phút đó mình thấy rõ cái chuyển động nó sanh nó diệt, cái tâm chánh niệm quan sát cái đối tượng nó sanh nó diệt như thế nào, hiểu biết một cách rõ ràng như vậy qua cái kinh nghiệm thực tế, thì lúc đó nó mới trở thành là chánh kiến. Và chính cái chánh kiến này đây, nó đủ mạnh cùng bãi chi phần khác phát sanh, đủ sức để diệt trừ tất cả phiền não, thì mới trở thành là chánh kiến. Và lúc đó là trở thành là bát thánh đạo. Thì cũng xin phân tích cái phần thứ nhất để quý vị hiểu rõ. Do phước báo cũng đã tìm hiểu rồi, qua sự chỉ dạy của các bậc trưởng lão thì cũng có chút ít những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết để giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính dâng đến các bậc trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọ, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cầu mong các ngài đến những cái cảnh giới an vui, cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả quý vị có thêm được những cái tri kiến, những cái hiểu biết
trong pháp học, trong pháp hành để đạt được những cái lợi ích tốt đẹp. Và cũng cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời Thánh Cung Thánh Chư Công Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và bây giờ là tới phần hỏi và đáp. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng tham gia vào chương trình để mà có thể tạm sáng tỏ ra bài học của ngày hôm nay. Và Nguyên Như xin kính mời chú Châu Phan. Nguyên Như xin kính mời anh Thính Pháp. Nguyên Như xin mời chị Hà, mời cô Diệu Pháp, mời Kevin, mời cô Phúc Hạnh. Và Nguyên Như xin mời tất cả mọi người có thể tham gia. Mời chị Từ Mẫn nữa ạ. Dạ, mời chị Hà xa thú bàn tay của chị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha giá. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, nãy sư có giảng về cái phần bát chánh đạo và bát thánh đạo. Thì ở đó giờ con học thì con cái hiểu của con là con cứ nghĩ là bát thánh đạo là con đường đạo cho những vị đã chứng đắc đạo quả từ sơ cho đến tam, rồi từ đó lên có thể tứ thì là coi như không cần phải dùng đến cái bát thánh đạo đó nữa. Thì có phải như vậy mới gọi là bát thánh đạo cho những bậc thánh? Còn những bát chánh đạo là có nghĩa con đường dành cho những vị đang muốn tu để được giải thoát, thì là nói về cái phần người phàm nhân mà muốn đạt được cái đạo quả niết bàn thì theo cái con đường bát chánh đạo nên gọi là bát chánh đạo. Con không biết con hiểu như vậy có đúng không? Dạ con, thỉnh sư có thể giảng dạy rộng hơn cho con cái phần này. Dạ con xin chào mấy, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Hồi nãy thì sư đã giải thích rồi, nó gồm có hai cái sơ cơ ban đầu đó, là cái hồi đó giờ mình là cái người mê làm tà kiến, ha, đó bây giờ nhờ có cái sự hiểu biết thì cái trí tuệ và cái tâm mình á nó hướng về những cái điều mà chân chánh. Thì cái hồi nãy tôi nói là chánh tâm á, chánh tâm chánh kiến á của cái thời ban đầu đó, để nó phân biệt được cái nào là tà kiến, cái nào là chánh kiến để mà mình thực hành theo. Thí dụ như hồi đó mình biết mình các cái nghi thức là cầu khấn gian sinh lễ lại thế này thế kia để cầu cho được an lạc, được hạnh phúc, cầu cho được giải thoát gì đó. Nhưng mà cái đó nó là cái gì? Nó là cái tà kiến. Mình biết rồi, bây giờ mình từ bỏ. Bây giờ mình thọ trì ngũ giới nè, mình thực hành cái thập thiện nghiệp, thập hạnh phúc nè. Đó. Đó. Rồi cái mình hướng về những cái điều chân chánh. Thì cái này đó, cái làm nó có chánh kiến, nhưng mà cái chánh kiến này đó nó còn dựa trên những cái khái niệm tục đế. Bây giờ mình học vi diệu pháp, mình biết là đây là cái thân ngũ quẩn, trong này nó có gồm có hai thành phần, vật chất và tinh thần. Đó, vật chất thuộc là sắc quẩn, tinh thần là
thọ tưởng hành thức, à, đó hay là tâm, à. Thì khi mà mình hiểu biết như vậy, mình tạm thời mình diệt trừ cái có một con người, có một cái bản ngã ở trong cái thân ngũ quẩn này, à, khi mà mình hiểu biết vậy đó, không có ông sư pháp thanh, mà không có cô hà, không có ai ở phía sau cái đống này đó, cái thân ngũ quẩn này đó, nó chỉ là do duyên nghiệp, à, nó là vật chất và tinh thần, à, nó hợp thành đó. Thì khi mình hiểu như vậy đó, thì mình có cái gọi là chánh kiến. Nhưng cái chánh kiến này nó là trên khái niệm của khái niệm của ấy mà thôi. Chừng nào cô đi vào thực hành, à, cô mới thấy được, à, phân biệt được, à, cái chuyển động của cái hơi thở sanh lên, à, mình biết đó là cái gì, đó là sắc. Rồi cái tâm mà ghi nhận theo dõi, à, rõ ràng cái chuyển động này là cái gì, là cái niệm thẩm sát, à, đó nó hiểu biết rõ ràng như vậy, à, rồi mình quan sát mình thấy sao cái chuyển động này nó sanh khởi và nó diệt đi, cái tâm ghi nhận theo dõi cái chuyển động này nó cũng diệt, tức là cái sắc nó cũng diệt, mà cái danh nó cũng diệt, nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt, à, từ những cái mình thực hành thực tập nhiều ngày nhiều ngày nhiều ngày nhiều ngày, à, mỗi ngày nó cái niệm cái tuệ mình nó mạnh lên chút, à, cứ mỗi ngày nó tăng trưởng chút kinh nghiệm chút 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 chút, à, cho đến một lúc nào đó, à, cho đến một lúc nào đó mà cái kinh nghiệm của mình nó mạnh mẽ, à, bừng sáng mình lúc đó, đó là không phải chỉ có chánh kiến không, mà tất cả bảy chi phần khác, à, nó cùng sanh khởi ngay trong cái sát na đó, đủ sức để diệt trừ, đủ sức sát trừ cái phiền não tùy theo từng bậc, à, thì lúc đó, đó mới gọi là chánh kiến hay là chánh tri kiến, à, thì nó là nó như vậy. Lúc đầu á, là cái chánh kiến này á, tại vì nó còn dựa trên những cái khái niệm tục đế, à, còn khi mà cái chánh kiến của cái vị mà đã đạt đến á, cái sơ đạo sơ quả, là cái chánh kiến nó đã mạnh rồi, thấy không, nó khác nhau chỗ đó đó, à. Bây giờ á, quý vị cũng học cộng trừ nhân chia, nhưng mà cái này á, mình áp dụng vào những cái tính toán thông thường thôi, à. Còn những cái người mà những cái ông mà thạc sĩ tiến sĩ, ổng tính toán vẽ những cái quỹ đạo, cái đường bay của cái tàu vũ trụ, của các cái phi thuyền đó, không? Người ta cũng dùng cái bốn cái pháp tính đó, nhưng mà nó có gì, nó những có hàm số căn số ổ lung tung luôn đó, không? Cũng là cộng trừ nhân chia, nhưng mà của cái bà mà bán buôn ở ngoài chợ thì nó khác. Còn cũng cộng trừ nhân chia, nhưng mà của những cái nhà toán học, à, tính toán thì nó đủ thứ chuyện, à, nó cao hơn đó, thì mình phải biết vậy chứ. Nói ô trời ơi, cộng trừ nhân chia có vậy thôi chứ cần gì phải học cho nhiều, cái gì mà tới thạc sĩ tiến sĩ toán học rồi chi cho nó cực, không phải. Cũng là cái phương pháp đó, nhưng người ta áp dụng ở cái mức độ cao hơn, à, đó, mình chỉ biết qua khái niệm thì nó còn thấp thỏi.
Nhưng khi chúng ta thực hành, đi đến cái kinh nghiệm thực tế, đủ sức để sát trừ những cái phiền não, thì lúc đó mới gọi là chánh kiến, chánh tri kiến, và đạt đến cái đạo quả thì gọi là bát thánh đạo. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô nè, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, nam mô Bụt Thầy, dạ con kính tri ân sư đã giảng dạy rõ hơn cho con phần này. Dạ thưa sư, nếu mà nói vậy thì cái tuệ văn và tuệ tư á, là chỉ có cái kiến thức, rồi cái qua đến cái tuệ tu là thiền quán thì mình mới, thì một vị hành giả khi chứng đắc đạo quả thì mới thấu rõ được cái thực tính của các pháp, thì gọi là chánh tri kiến. Và lúc đó một hành giả đó đã thực sự vô được bát thánh đạo. Dạ con hiểu như vậy có đúng không thưa sư? Dạ con xin trân trọng lắm. Dạ con thấy sư nhắn, dạ con kính tri ân sư, dạ con kính mời đạo tràng, không biết còn vị nào có câu hỏi gì không, xin mời quý vị tham gia, con xin trao mic lại cho đạo tràng. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ con không có thấy ai có câu hỏi gì thì con xin hỏi thêm. Dạ thưa sư, nếu mà nói như vậy đó thưa sư, cái chánh kiến thì phải có quân đủ cả tuệ văn tư tu, nhưng mà con cũng có nghe nhiều vị nói là không cần học chỉ cần hành, rồi có nhiều vị lại nói phải học với hành, mà cũng có vị thì nói là phải song tu. Vậy thì theo sư nghĩ thì pháp học và pháp hành mình phải học trước rồi hành sau, hay hành rồi mới học, thì con xin trao mức cho sư có thể nói về cái ý kiến của sư về cái này. Dạ con xin tri ân sư, dạ con xin xuống đó. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Thầy giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Thật sự ra đó, luôn luôn là chúng ta phải học rồi mới hành chứ. Thì ở đời người ta nói chứ, không thầy đố mày làm nên. Cái gì mình cũng phải học. Tất cả mọi cái sinh hoạt trong đời sống này đó, chúng ta phải học. Có nhiều lúc đó, khi mà có những đứa bé nó biết được những cái điều đó, là mình nói là nó không cần học mà sao nó biết được cái này, nó cái kinh nghiệm
nó được tích lũy từ quá khứ rồi. À, thành ra mình nói vậy thôi, không cần học. À, nếu mà nó chỉ có pháp hành rồi đem đến đạo quả giải thoát thì như vậy Đức Phật không có thuyết pháp, không có tặng kinh. À, không có tặng luận. Cho nên á là phải đi từng bậc. À, học hành mới tới thành. À, thi văn thi từ mới tới thi tù. À, chứ đâu phải mà mình nói nhiều cái mình không suy nghĩ. À, rồi mình thấy ở trong kinh có nhiều vị, thí dụ như cái vị mà Sa Di Xuất Khá mới có 7 tuổi à. Mới 7 tuổi mà đắc đạo quả A La Hán. À, vậy rồi cái mình nói thôi bây giờ không cần học, giờ ráng hành thiền là được. Bây giờ mình không chịu học, mình không có cái căn bản về pháp học, mình không phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc. À, rồi mỗi cái lộ trình tâm nó như thế nào thì làm sao mình vô đó mình hành được. Thì hành cũng được, nhưng mà ngồi đó ta biểu sao làm vậy. À, niệm hơi thở vô, biết hơi thở vô, niệm hơi thở ra, biết hơi thở ra. Không à, sợ mà. À, thì sao? Cái người mà không có học á, hành lâu ngày á, thì nó cũng có thể đưa đến những cái kết quả, những cái kinh nghiệm, những cái trí. Nhưng mà nó rất là lâu. À, thì cũng vậy. À, quý vị thấy có những người mà người ta đi bộ từ tỉnh này qua tỉnh nọ, hồi xưa chưa có xe cộ đó, người ta đi bộ thì cũng tới vậy, nhưng mà đòi hỏi cái thời gian nó rất là lâu ha. Đó, còn cái người mà người ta có điều kiện, người ta sắm xe đạp thì đi nhanh hơn. À, mà nếu mà có cái xe hơi, xe ấy rồi á, thì nó càng nhanh hơn nữa. Thì cũng vậy. À, cái học nó là cái phương tiện để nó đưa chúng ta đạt đến những cái kết quả mau chóng hơn. À, đó. Thì á, cái vị mà tu hạnh tinh tấn à, kiểu giống như cái người mà đi bộ đó. À, còn cái vị mà tu tập với cái hạnh đức tin á thì nó nhanh chút, giống như cái người mà đi xe đạp. À, còn cái vị mà tu tập với cái hạnh trí tuệ á thì nó lẹ hơn, giống như cái người mà chạy xe gắn máy hay là đi xe hơi vậy đó. Đó, thì ba người này cũng sẽ đến đích, cũng đến được cái thành phố đó. Giả dụ như bây giờ mình đi đến thủ đô của một đất nước nào đó, thấy không? Nhưng mà những người này đó xuất phát cùng một ở một nơi, nhưng mà với những cái điều kiện khác nhau, người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe gắn máy, thì những người này đó sẽ đến nhanh hoặc chậm, thấy không? Thì đó là dĩ nhiên. À, cho nên đó, khi mà chúng ta đó tu tập cũng vậy, chúng ta phải trang bị những cái kiến thức nào để mà chúng ta thực hành. À, chứ không phải giờ nghe người ta hành thiền mình cũng nhào vô mình hành thiền. À, rồi ông thầy cũng biểu phòng là sao, chỉ biết vậy thôi. À, thở vô à, thở ra cũng biết nhiêu đó thôi, thì rồi làm sao mà kinh nghiệm được những cái gì. À, đạt được đến những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm ấy, thì nó rất là lâu. À, còn cái người mà đã trang bị được những cái kiến thức hiểu biết, cái nào là danh, cái nào là sắc, rồi tâm nào là tâm
thiện, tâm nào là tâm bất thiện nha. Rồi cái trạng thái của niệm nó là sao? À, cái trạng thái của cái tuệ nó là sao? Rồi khi nào có cái tâm hợp trí, khi nào có cái tâm ly trí. À, mình biết vậy thì khi mà mình hành, nếu mà cái niệm cái trí tuệ mình sáng suốt, mình biết à lúc này trong cái trạng thái ghi nhận của mình đó, nó rất rõ ràng sáng suốt, à là có niệm có tuệ, không? Còn mà bây giờ ngồi lớn mơ mơ hồ hồ, niệm thì cũng niệm ù ù cả cả, cũng biết, thì như vậy á, nó rất là uổng phí cái thời gian, ha. Mình đâu có cái tuổi thọ mình đâu có cao, cái sức khỏe mình đâu có nhiều, phải không? Bữa nay mình còn khỏe, mình còn ráng mình hành được, à, còn biết đâu một vài ngày nữa nó ra thế nào, mình đâu có biết được đâu. Cho nên á là chúng ta phải biết, à, coi như cái học là để hỗ trợ cho cái pháp hành, à, và chúng ta hành những gì mà chúng ta học, à, chúng ta đã học qua chí văn chí tư rồi, bây giờ mình đem ra mình thực hành để đạt đến những cái lợi ích, những cái kinh nghiệm. À, thành ra chúng ta đừng có xây nhà giữa hư không. À, cái chuyện đó rất là khó, xây nhà mà không cần móng, không cần nền tảng, à thì không có. Có những người người ta sở dĩ mà người ta có những cái kinh nghiệm, có những cái trí tuệ, à, là qua tích lũy trong cái pháp học pháp hành của người đó trong nhiều kiếp sống rồi. À, bây giờ người ta nhanh hơn, à, còn mình á, sơ cơ rồi đó, giờ mình chưa có học, chưa có tu, thì bây giờ mình phải ráng học. Chứ đừng nghe nói mà, à, chỉ cần nghe một câu pháp là đắc đạo liền, chỉ cần hành trong vòng 7 ngày là đắc đạo liền. Cũng có, nhưng mà đối với những cái vị mà căn cơ đã đầy đủ, các pháp độ đã đầy đủ, à, nó đã viên mãn hết rồi, thì nó sẽ đưa đến sớm. Còn những cái mà tạo trữ phần nào đó thì nó đạt đến sơ đạo sơ quả, không? Còn mà nói cái chuyện mà không cần học mà tu mà đắc á, à, thì cái chuyện đó còn hỏi lại. À, nếu mà pháp học nó không quan trọng thì Đức Phật không có thuyết pháp đến 45 năm. À, đó, cho nên là quý vị phải dùng trí tuệ phản tỉnh và xem xét lại. Rồi bây giờ mình muốn hành về cái gì, à, thì mình phải học những cái pháp môn nào, à, để tạo cái nền tảng, à, tạo cái nhân, à, có nhân thì mới có quả. Bây giờ muốn có quả mà không treo gieo nhân, không chịu tạo, thì làm sao mà có quả được? Cái điều này là không thể. À, đó, thì quý vị nên dùng trí tuệ, à, xem xét để hiểu biết cái đường lối của mình cần phải học những gì và chúng ta phải hành như thế nào để có được những cái kinh nghiệm, những cái lợi ích, à, phát sanh những cái trí tuệ an vui ngay trong đời sống hiện tại, à, và dùng những cái pháp độ để đạt đến, à, những cái thánh đạo thánh quả tốt đẹp hơn trong ngày vị lai. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ sa thú, cảm ơn Nguyên Như. Dạ đạo tràng có nghe được tiếng con không ạ? Con không biết. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ à, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Thanh, Thầy Kinh, quý ông Năm Bà Năm và quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Và bạch sư, như hồi nãy cô Hà có hỏi về về chánh kiến, hôm nay bạch sư giảng đó bạch sư, thì theo con thấy con rất là quan hệ ý sư giảng về văn tư tu. Nếu mà thực hành về cái chánh tri kiến, chánh kiến, nếu để có được chánh kiến mà không học mà chỉ hành thôi, không có văn tư tu, không có cái tuần tự pháp thì không có là ra cái gì hết, mà cứ hành không, mà học không, mà không hành thì cũng không được. Như theo con thấy lời Đức Phật dạy thì thiệt là con thấy rất là vi diệu, là trung đạo phải 50-50. Bạch sư, con có cái này, câu hỏi con hỏi ở ngoài, ngoài cái đề tài bạch sư giảng hôm nay, bạch sư quan hỷ cho con. Như như hôm nào đó con chỉ đọc qua cái cuốn mà Vô Tỷ Pháp của Ngài Giác Chánh đó, thì cũng như con thấy con không hiểu được bạch sư, nhưng bạch sư giảng cho con, nhưng mà cũng con thấy cũng liên quan đến cái chánh chi chánh kiến hôm nay của trong Bát Chánh Đạo mà sư giảng. Thì Ngài có nói là tạng kinh thì gọi người đến, tạng luật thì trói người lại, tạng vi diệu pháp thì giết người chết. Cái câu cuối cùng của cái lõi cây của dạng vi diệu pháp giết người chết là như thế nào bạch sư? Giảng cho con hiểu, con ngu quá, con giết người chết là có phải là giết cái tôi hay là cái vô minh của con? Con không hiểu. Dạ con kính xin bạch sư giảng dùm cho con cái chỗ đó. Con tri ân bạch sư và dạ, con kính tri ân quý đạo tràng và đã lắng nghe. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Hoàng Thầm Giá. Nam Mô Sằng Ra Giá. À, cái Vô Tỷ Pháp đó, nó là một cái danh từ cũng dịch cái từ cái nghĩa của chữ Abhidhamma. Thì cái Abhidhamma đó được dịch với nhiều cái danh từ là thắng pháp. À, thắng pháp ở đây là cái pháp nó trội thắng hơn. À, nó ví dụ như là trong kinh thì Đức Phật dùng những cái ngôn từ của chế định nhiều hơn. À, còn trong cái Abhidhamma đó thì những cái chân đế được sử dụng nhiều hơn. À, cho nên nó vượt trội hơn. À, nó trội thắng hơn, gọi là thắng pháp. À, rồi vi diệu pháp là cái nhìn của mình đến đối tượng đó, nó sâu hơn, nó vi diệu hơn. À, rồi cái vô tỷ pháp á thì sao? Là gì á? Từ cái phiền não mà nó ban bố ra trùng trùng điệp điệp các cái pháp bất thiện. Rồi từ cái trí tuệ đó mà nó diệt trừ tất cả những cái ác pháp để đưa đến cái giải thoát. À, cho nên á là chúng ta phải hiểu biết để mà chúng ta nắm cái được cái danh từ của Abhidhamma.
Rồi thì hồi nãy hình như thầy Kinh có đưa lên là giết người trong mộng đó. À thì sao khi mà chúng ta học cái Abhi Thamma rồi đó, cái thắng pháp, di diệu pháp, vô tỷ pháp rồi đó, thì chúng ta có được một cái kiến thức, chúng ta nhìn nó một cách thấu đáo hơn. À, xuyên qua cái chế định, cái bao bọc, cái lớp vỏ bên ngoài, để thấy được ở cái thực tướng của nó, thực tánh của nó. À, cho nên á, giết ở đây á, giết cái gì? Giết những cái tà kiến, những cái tưởng điên đảo, những cái mê lầm. À, giết cái phần mà phàm phu, cái phàm tâm của chúng ta. À, diệt trừ cái mê lầm tà kiến đó, đó là chúng ta phải phải diệt được cái đó, thấy không? Đó, thí dụ như á, Đức Thế Tôn có nói khi mà Đức Vua Tịnh Phạn âu sầu, khi mà Đức Phật trở về thăm, tại vì ngài nói là ngài cứ còn giữ cái tâm là tại sao mà thái tử không chịu ở lại hoàng cung để làm vua, mà đi tu để làm gì. À, cái tư tưởng của Đức Vua Tịnh Phạn cứ suy nghĩ vậy. Tiểu Phật mới nói coi như là Đức Vua đó hy sinh một người con, hy sinh một thái tử của cái dòng tộc, nhưng mà để thế gian được một cái bậc chánh đẳng chánh giác. À, đó thì sao ngài phải từ bỏ cái ngôi vị thái tử, từ bỏ vợ đẹp con xinh. À, cái ông thái tử đó đã chết rồi, thấy không? Cái vị Bồ Tát cũng qua rồi, ngài mới bước lên cái quả vị cao tột của tam giới này, là vị Phật hay là chánh đẳng chánh giác. À, thành ra đó mình phải diệt cái gì? Diệt những cái mê lầm tà kiến, nhờ mình có học được cái vô tỷ pháp, cái thắng pháp, là di diệu pháp, để mình mới phân biệt được cái nào là tâm tham, tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu trợ, tâm tham họ thọ hỷ hợp tà ly trợ, mình phân biệt được. À, thì ngay lúc đó đó cái tham nó hiện khởi lên, thì mình lúc đó mình biết mình có tham. À, mà khi mà mình biết mình cái tham nó đang hiện khởi trong tâm, thì như vậy á là cái tham nó bị diệt rồi, không? Đó, chính mình diệt là diệt gì? Diệt cái đó đó. À, mình giết cái mê lầm tà kiến này đó, nó chết đi, để cái trí tuệ nó mới được phát triển. À, đó, cho nên nó là cái ý nghĩa ngài Giác Chánh mà nói cái giết chết ở đây là phải giết chết cái đó đó, giết chết những cái bất thiện này, diệt trừ những cái phàm nhân này, những cái tư tưởng tham sân si. À, để gì? Để lần hồi cái chánh kiến, cái chánh tri kiến, trở thành cái bậc thánh nhân hữu học, hoặc là thánh nhân lậu tận, mới sanh khởi, thấy không? Cho nên á, chúng ta phải lần lần chúng ta diệt những cái thô, những cái thô thiển, để đi đến cái vi tế. Những cái vi tế cũng vậy, mình phải từ bỏ những cái vi tế thấp để đạt đến những cái cao hơn. Phải diệt trừ cái
cái phàm phu để trở thành bậc thánh nhân có giới, bậc thánh hữu học. Rồi phải bỏ những cái tầng thánh hữu học mới đạt đến cái thánh lậu tầng. Thì mình phải diệt trừ lần nhé, hay là mình giết chết những cái khô để mình được cái vi tế hơn. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Từ Mạnh. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Mạng, dạ, Nam mô Sang Khai, dạ, dạ, con kính thay mặt đạo tràng, con kính tri ơn sư Pháp Thanh đã giảng dạy chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con không biết là có ai còn câu hỏi gì không ạ? Dạ, con thấy cũng 10:30, chắc con nghĩ là mình tạm ngưng ở đây để ngày mai sư sẽ vào giảng dạy tiếp. Dạ, con xin đạo tràng cùng con đọc hồi hướng khi như thế. Akasattha chabhumatha dewa naga mahitika punyano amuno dangthu chirang rakkhantu sasanang. Akasattha chabhumatha dewa naga mahitika Nam mô A Mu Nô Đăng Thư Chi Răng Rắc Khăn Tự Ra Ta Kê A Ca Sắc Tha Cha Bình Ma Tha Đê Hoa Na Ga Ma Hi Tị Ca Bình Nam mô A Mu Nô Đăng Thư Chi Răng Rắc Khăn Tự Nha Ta Yô A Ca Sắc Tha Cha Bình Ma Tha Đê Hoa Na Ga Ma Hi Tị Ca Bình Nam mô A Mu Nô Đăng Thư Chi Răng Rắc Khăn tu pa ni no a ka sat tha cha bin ma tha de wa na ga ma hi ti ka bu nyan no a mu lo dang thu chiang rak khăn tu no sa da. Chư thi ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồ, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thủ tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Y đằng nhô nhá, y đằng hôn thú sức ký ta hôn tự nha ta vô, y đằng nhô nhá, y đằng hôn thú sức ký ta hôn tự nha ta vô, y đằng nhô nhá, y đằng hôn thú sức khi ta hôn tự nha ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng vốn thuộc đã quá bản, cầu mong cho các vị thấy hằng được sự an vui. Y đằng quất ta mê phùng nhân a quất sát khà qua già hồn tú a na gia tề ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên đành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng, kính xin cảm ơn đạo tràng cùng tham gia buổi học ngày hôm nay và kính chúc đạo tràng một đêm an lạc, và hẹn gặp quý vị ngày mai 9 giờ như thường lệ, 9 giờ tối giờ DC. Chúng ta cũng sẽ được nghe sư Pháp Thanh giảng dạy bát chánh đạo và thánh đạo một lần nữa. Dạ, kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.